các bạn một bài xin đoán coi xin hãy sao biết được chưa 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 bài này Hiếu hát rất là hay đúng không ạ? Nhưng mà chắc là Hiếu phải giới thiệu từ đề bài hát trước, xin hãy đưa ra bởi vì lỡ bạn trong nghi hát câu vấn đề thì mình bỏ về đúng hai trường Hiếu. Nhưng mà Hà nghĩ là với một chàng hot boy mà dễ thương như thế này thì có lỗi gì mà mình bỏ qua hết đúng không ạ? Trên thị trường rồi và thực sự là tất cả mọi người đều đã công nhận cái điều đó. Và đặc biệt là hôm nay mình nghe Hồ Ngọc Hà hát live, đây là lần đầu tiên thì nó Hồ Ngọc Hà hát hay hơn hẳn so với cả khi mà mình nghe qua tivi truyền hình. Còn Hiếu thì mình yêu Hiếu ngay từ cái thời gian đầu bạn ấy tham gia Vietnam Idol thì đã thấy là Hiếu là một cái giọng hát rất là ấm áp, nội lực và thực sự là amazing. Bài hát mới nhất của Hà mới phát hành có 5 ngày thôi. Và đây cũng là một dòng nhạc Hà rất là yêu thích, được Hoàng Tulliver phối lại. Có một đoạn trap và cũng có một đoạn deep house dựa trên là dòng nhạc của EDM. Thì đây là một trong những bài hát mà Hà nghĩ là có thể nhạc mới và rất là mong bài hát mới nữa nên rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho Hà. Và bây giờ là What is Love, cho nhạc to lên nữa. Phần biểu diễn bài What's in Love của Hồng Hà, nó một cái thể loại nhạc EDM rất là mới trên thị trường và cái phối khí của Hoàng Tulliver thì quá tuyệt vời, mình thích nhất. Trọng Hiếu thì mình thích cái tiết mục Con Đường Tôi, cái bài hát đó nó giống như là bài hát
để dành riêng cho Hiếu. Nó chính là một bài hát dành riêng cho Hiếu. Chính vì thế mà khi mà nghe cái bài đấy thì cảm thấy nó giống như là Hiếu đang tự sự, Hiếu đang tâm sự với mọi người. Mình rất là thích. Đây này không phải là show đầu tiên mà Trọng Hiếu tham gia, nhưng mà đây là đầu tiên là Trọng Hiếu được hát với Hương Ngọc Hà, và là đầu tiên là Trọng Hiếu biểu diễn ở Hà Nội cho các bạn và giao lưu với các bạn. Như thế là Trọng Hiếu thấy rất là wow, rất là vui. Everybody was screaming và thấy rất là phấn khởi, vì Hương Ngọc Hà cũng là một người rất là dễ thương, và mình làm quen và được học hỏi của chị là mình thấy rất là vui. Đấy là một hôm nay là một đêm rất là nóng bỏng cho Trọng Hiếu, và Trọng Hiếu thấy rất là thoải mái là bây giờ biểu diễn được như thế. Chị Hùng Ngọc Hà ơi, nếu mà chị xem cái này là Trọng Hiếu rất là mong là chị sẽ thu bài Trọng Hiếu một bài song ca, hay là 2, 3, 4, 5 bài cũng được. Nếu mà có như thế thì Trọng Hiếu rất là vui. Tiếp theo là Trọng Hiếu muốn phát MV của Trọng Hiếu, bài Con Đường Tôi, là sắp sửa chắc là khoảng mấy ngày nữa. Và sau đó Trọng Hiếu muốn đưa album, quay MV thêm, singles, và đi biểu diễn, concert, và đi gặp các bạn và offline.